Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục về đồng hồ thời trang vào 9 giờ mỗi tối thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Thế Giới Đồng Hồ nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mang tới cho các bạn một chiếc đồng hồ đến từ bộ sưu tập Ecoride Stiletto đến từ thương hiệu Citizen. Nói một chút xíu cho các bạn biết luôn về cái bộ sưu tập này thì nó là một cái bộ sưu tập về những chiếc đồng hồ siêu mỏng thuộc công nghệ Ecoride được áp dụng vào những cái kỹ thuật chế tác cũng như là công nghệ độc quyền của Citizen. Đánh mạnh vào cái cảm giác đeo làm cho người dùng cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Ok, cụ thể nó như thế nào thì ta hãy cùng nhau bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Và cái mẫu đồng hồ mà hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn có mã là AR307888E. Và như mình đã giới thiệu ngay từ đầu thì cái điểm nhấn lớn nhất trên cái chiếc đồng hồ này chính là cái độ mỏng ấn tượng của nó, chỉ 4,7mm mà thôi. Với cái độ mỏng như vậy thì khi chúng ta đeo trên tay cảm giác nó thật sự rất là thanh thoát. Đây là một cái mẫu đồng hồ thuộc cái loại đồng hồ demi, tức là đồng hồ có cái sự phối trộn giữa hai cái màu sắc khác nhau xen kẽ vào nhau. Mà chúng ta thường bắt gặp nhất chính là cái màu vàng ánh kim cũng như là cái màu bạc như trên là chiếc đồng hồ mình đang cầm trên tay hiện tại đây. Đây được xem là một cái phối màu khá là huyền thoại và cơ bản, bởi vì trong bất cứ cái chiếc đồng hồ nào khi mà khoác lên cho mình cái màu sắc demi này đều mang đến một cái cảm giác gì đó rất là trang nhã và cực kỳ thanh lịch. Cái màu vàng ở trên cái phần dây đồng hồ của chúng ta không phải là cái kiểu mà được phủ hẳn lên một cái mắt nối mà nó chạy dọc giữa các cái khớp nối. Mình thấy cái kiểu thiết kế này cũng khá là hay, bởi vì nó làm cho chiếc đồng hồ của chúng ta không bị quá chói nhưng mà cũng vừa đủ cái độ sang trọng. Về cái phần viền xung quanh cái mặt kính thì cũng được mạ một cái dạng demi công nghệ PVD rất là khó để phai màu. Toàn bộ cái phần khung vỏ của đồng hồ cũng như là cái phần viền xung quanh mặt đồng hồ và cả cái phần dây này nữa thì được làm bằng thép không rỉ cao cấp, cho nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về cái độ an toàn và cũng như là cái độ bền bỉ của cái chiếc đồng hồ này theo thời gian. Mặt đồng hồ là một cái tấm kính sapphire phẳng có cái đường kính khoảng 38,6mm. Một cái điểm đặc biệt là cái tấm kính này được phủ hai cái lớp chống lóa, một lớp nằm bên trên và một lớp nằm bên dưới cái tấm kính. Khi mà chúng ta nhìn vào cái mặt đồng hồ này, nếu như các bạn không soi kỹ mà chỉ nhìn lướt qua thôi thì nhiều khi là chúng ta sẽ có cái cảm giác là cái tấm kính này nó như là áp sát vào cái mặt số ở bên dưới, hoàn toàn không có một cái chi tiết nào nổi khối lên cả. Ngoài cái phần viền được mạ PVD ra thì các chi tiết về vạch số và cả hai chiếc kim trên mặt đồng hồ của chúng ta cũng được mạ PVD luôn. Phần mặt số của chúng ta có cái màu sắc là hơi xám chì một chút, được thiết kế với các chi tiết các tia đồng tâm, rẽ hình cánh quạt với cái giao điểm nằm ngay tại cái trục kim, cho nên tạo được một cái hưởng thị giác rất là bắt mắt khi mà chúng ta nghiêng các góc độ ánh sáng khác nhau. Và tất nhiên để có được một cái thiết kế mỏng ấn tượng như thế này thì chắc chắn là Citizen phải đánh đổi một vài thứ gì đó. Đầu tiên hãng đã chọn một cái cách cố định nắp lưng vào cái khung viền đồng hồ bằng bốn con ốc như thế này, thay vì là cái dạng nắp lẫy như những chiếc đồng hồ thông thường khác. Hơn nữa mặt số của chúng ta được lược giãn đi đáng kể, chúng ta sẽ chỉ có hai chiếc kim dạng dolphin và chỉ phục vụ duy nhất một cái chức năng xem giờ mà thôi. Về bộ máy bên trong thì chiếc đồng hồ này sử dụng bộ máy Ecoride Calibri G879 độc quyền của hãng Citizen, có cái độ chính xác rất là cao với cái độ sai số chỉ khoảng cộng trừ 15 giây trên một tháng. Do là sử dụng cái bộ máy Ecoride cho nên là cái chiếc đồng hồ này nó có khả năng chuyển hóa mọi cái nguồn ánh sáng thành năng lượng, do đó chúng ta không cần phải sử dụng pin và cũng như là rất thân thiện với môi trường, bởi vì chúng ta không cần phải thải ra một viên pin trì thủy ngân nào cả. Thật sự khi mà ngay từ lần đầu tiên mình nhìn thấy chiếc đồng hồ này thì mình đã bị rất ấn tượng bởi cái độ mỏng của nó. Mình nghĩ đây sẽ là một cái chiếc đồng hồ rất là phù hợp cho các anh em mà theo đuổi cái phong cách đơn giản, muốn tìm kiếm cho mình một chiếc đồng hồ mỏng nhẹ nhưng mà vẫn sang trọng, phù hợp với style đi làm văn phòng gì đó. Và mình nghĩ là với cái chiếc đồng hồ trên tay thì anh em sẽ được tăng thêm gấp 10 phần cái sự sang trọng và lịch lãm đó. Không biết là ý kiến của các bạn thì sao? Các bạn có muốn là mình làm thêm nhiều cái video nào khác về những chiếc đồng hồ siêu mỏng hay không? Thì có thể để lại bình luận phía bên dưới. Và cuối cùng đừng quên cho mình một like, share và cũng như là cho kênh YouTube Thế Giới Đồng Hồ một subscribe nhé. Bye bye!